Bộ phim Cuộc đời tươi đẹp tập 23 Thanh niên 8X thời nay phần 2. Cả đám người ở dưới đó còn phải đeo khẩu trang, nếu đã dám làm sợ gì người ta nhận ra. Khả Nhi, buông tôi ra, buông tôi ra. Thanh Khả Nhi, có người bảo lãnh cô. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện. Còn có điều kiện gì? Tôi nhận lãnh một tháng lương trước, đưa ngay bây giờ. Chưa đi làm đã đòi nhận lương, cô điên hả? Anh có thể không đưa? Được rồi, được rồi. Con còn là sinh viên, mỗi tháng dì trả cho con 15 ngàn. Hả? Bây giờ dì viết chi phiếu cho con. Không phải chứ. Tâm à, con không cần chịu nó như vậy. Lúc nãy bà trả tiền luật sư với tiền bảo lãnh, bây giờ tôi trả lại cho bà. Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Đúng là không biết điều, làm như kiếp trước nợ nó vậy. Thật ra nó có thể quay lưng bỏ đi, nhưng nó chịu vô Long Phúc làm, cũng không muốn thiếu tiền con. Con nhìn theo góc độ đó để nó giúp cho nó, chú phục con thiệt. Nhưng mà con định kêu nó vào công ty để làm việc gì đây? Chưa nghĩ tới, chú nghĩ sao? Không có vị trí nào cần người có kinh nghiệm biểu tình dơ bản tạc sơn. Kêu nó theo chú học hỏi. Không cần đâu, chú giải quyết nó giùm con. Chú nói nha. Thực ra giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Anh hai bỏ mặc nó, mẹ trên danh nghĩa như con cũng phải coi chừng nó. Bản chất nó rất tốt mà. Có bao nhiêu bản chất là phóng hỏa giết người. Tâm à, không nghe lời người lớn thiệt thòi ngay trước mắt đó. Đừng tưởng con kêu chú là chú Út là chú nhận già trước mặt con được nha. Hôm nay cá tươi thiệt đó. Anh Hậu Giang có lộc ăn rồi. Đây là bổn phận của vợ mà. Chào sếp Minh. Sếp chào. Mọi người tới đủ rồi hả? Vậy mọi người nghe đây, hôm nay chúng ta có đồng nghiệp mới. Ai vậy? Sở trường của cổ là biểu tình tạc sơn dơ bản hô khẩu hiệu. Cô chính là cháu gái chủ tịch tập đoàn Thạch Cảm Đương, Thạch Khả Nhi. Bác hai nói biết chưa? Chúng tôi nói rồi, ông không phản đối. Thạch Khả Nhi bị cảnh sát bắt rồi mà. Trên đời còn có chuyện gọi là bảo lãnh. Chị Minh vĩ đại của chúng ta làm đó. Bùa chuột lòng người. Nhưng Khả Nhi không dễ gì bị mua chuộc như vậy đâu. Nghe nói cô Thạch không chỉ là yêu môi trường mà còn là hội viên của tổ chức bảo vệ động vật quốc tế nữa đó. Chuyện gì cũng có mặt cổ. Móc khóa lông chồn này tôi mua ở Thượng Hải. Cổ yêu động vật như vậy làm cổ giận thì khổ. Thôi đem đi cất. Có cần vậy không? Đôi đũa ngà voi quà cưới của tôi có cần cất hay không đây? Có cần không đây? Cần không. À, Thạch Khả Nhi đến rồi. Không ngờ cũng đúng giờ. Khả Nhi, con đến rồi hả? Để tôi giới thiệu với mọi người, Thạch Khả Nhi, đồng nghiệp mới của chúng ta. Chức vụ của cổ là thúc đẩy tiến độ sản xuất trong văn phòng. Là gì vậy? Khả Nhi học về nghệ thuật, cho nên sau này cổ sẽ phụ trách quảng bá sản phẩm của công ty, đồng nghĩa gián tiếp thúc đẩy tiến độ sản xuất của công ty. Thiệt sao? Trưởng phòng kế toán, mọi người đều gọi là sếp Minh. Con thấy ảnh rồi ha. Để dì giới thiệu Mai Tư Mẫn. Xin chào. Đây là cậu Đắc. Cậu Long. Thư ký của dì Kitty. Thiết kế Hạo Văn. Bà xã của cậu ấy Tỉnh Kiều cũng là thiết kế. Chào. Còn có chú Bảo, chú quản lý phòng Khảm Ngọc. Chú Bảo, con nhớ hồi nhỏ con gặp chú rồi. Cả gì, cậu đúng là càng lớn càng dễ thương. Để chú giới thiệu, đây là đệ tử của chú ruột già. Chú Đại Hùng. Chào anh. Khả Nhi à, Kitty sẽ nói những việc con cần phải làm. Hạo Giang, chúng ta vô trong bằng bản vẽ đi. Đi. Cô sẽ ngồi ở đây. Được. Còn tài liệu về công ty, cơ cấu vận hành đều ở trong thẻ nhớ này. Được. Còn nữa, đây là tập san chúng ta chuẩn bị quảng bá. Cô có thể coi qua, lát nữa họp chúng ta sẽ bàn. Được, cảm ơn. Mặt mũi cũng sáng sủa mà. Đâu có khủng bố như mọi người nói đâu. Phải đó.
em lấy móc khóa lông chồn ra được rồi nè. Đôi đũa ngà voi của tôi cũng lấy ra được rồi nè. Cái gì vậy? Con muốn tạc sơn à? Bảo vệ môi trường, bảo vệ hay là đánh trả đi. Trong cuộc họp tuần, mọi người ngồi lại bàn với nhau. Bàn coi mọi người có ý kiến gì về cách vận hành của công ty, có điểm nào cần phải cải thiện lại hay không. Đúng lúc, tôi có ý kiến. Mới đi làm nửa buổi đã có ý kiến. Có câu nói người ngoài rõ, người trong rối. Đôi khi công ty có chỗ nào không ổn, người ngoài còn thấy rõ hơn. Nhi à, còn có ý kiến gì á, cứ nói thẳng đi. Chuyện thứ nhất, văn bản in ấn, chỉ in có một mặt. Làm như vậy, lãng phí tài nguyên, lại hủy hoại môi trường. Mở miệng là nói bảo vệ môi trường, không chút thực tế. Máy photo của chúng ta là kiểu cũ, không photo được hai mặt. Nếu muốn photo hai mặt á, thì phải lật tờ giấy lại mới photo được. Lật tới lật lui, photo một văn bản cả buổi mới xong đó. Có lần đem giấy photo tài liệu mật của công ty dùng lại, cuối cùng để lọt vô tay của đối thủ. Tài liệu mật không phải đầu tiên phải cho vào máy cắt giấy xử lý hay sao chứ? Lần đó Mẫn hay hỏi mới tới, còn chưa hiểu chuyện cũng không thể trách cổ được. Sau này tôi không phạm lỗi đó nữa. Thật ra dùng giấy bảo vệ môi trường mặt sau có chữ nhìn rất là rối. Còn cần người gạch bỏ mặt không dùng rồi mới bỏ vô máy photo, mất thời gian không tiện lại tốn nhân lực nữa. Chúng ta cũng có định kỳ mang giấy đi tái sử dụng, coi như cố gắng rồi. Cô dùng thời gian của công ty bàn chuyện này, làm cho mọi người phải tăng ca. Họp xong trời cũng tối rồi, phải mở đèn và máy lạnh lâu hơn, cũng đâu phải bảo vệ môi trường. Cũng phải. Cô nói hay, ai mà không biết chứ, đúng không? Cũng phải rồi đó. Là một công ty coi trọng trách nhiệm, chúng ta cũng để ý đến vấn đề này. Hay là vậy đi, chúng ta giao chuyện này cho phòng hành chính, để họ nghiên cứu coi sao. Lần sau họp chúng ta sẽ bàn kỹ hơn được không? Vấn đề tiếp theo. Được, không nói tiết kiệm giấy. Vậy nói chuyện chúng ta cấm qua trên bàn đi. Chúng ta cấm qua thì có vấn đề gì? Cấm qua vốn là không bảo vệ môi trường. Hơn nữa tôi thấy mấy đồng nghiệp nữ trong công ty qua đó chưa tàn đã quăng vào thùng rác để đổi qua mới. Làm như vậy lãng phí tài nguyên và hủy hoại môi trường. Đó là vì bà Thạch rất thích thấy qua, bà ấy lại không thích thấy qua tàn, cho nên tuần nào chúng tôi cũng phải thay qua mới. Vậy cô nói gì có tính xây dựng một chút. Mấy chuyện không đáng cũng lôi ra nói, chắc họp tới ngày mai cũng chưa xong nữa. Thật ra cô là cháu bà Thạch, cô nói riêng với bà là được rồi. Cô nói một câu hiệu quả hơn chúng tôi nói mấy chục câu lận đó. Vậy đi Kitty à, cô ghi lại mấy chuyện Khả Nhi nói, để lúc nào rảnh chúng ta sẽ bàn tiếp. Khoan đã, chuyện tôi đề xuất phải đợi hôm khác bàn. Vậy mục đích cuộc họp không phải là giải quyết vấn đề sao? Ban ngày làm việc, ban đêm đi ngủ. Cuộc họp này không phải họp vì mình cô. Trái đất này cũng không phải quay vì mình cô. Dĩ nhiên là phải bàn chuyện quan trọng trước rồi. Chuyện không quan trọng dĩ nhiên là phải để sau rồi, hiểu chưa? Khả Nhi phát biểu ý kiến đó cũng là ý tốt. Ghi lại đi. Dạ ha. Đồng nghiệp khác có đề xuất gì không? Có. Tôi có. Tôi thấy bên kinh doanh với bên nhân sự không có hiểu nhau. Bình thường họp có nửa tiếng, hôm nay họp tới tiếng rưỡi, ngồi ê cái mông luôn. Thật ra Khả Nhi nói cũng đâu có sai đâu. Nhưng mà tạc sơn người ta thì không thể nói là đúng được đâu. Ý, hình như chúng ta trách lầm cổ rồi. Thì ra là người khác tạc sơn, cổ là người đứng ra ngăn cản mà, đúng không? Vậy tức là kẻ ăn ốc người đổ vỏ rồi. Vậy Khả Nhi phải gánh tội oan quá rồi. Con đã nói rồi, bản chất Khả Nhi không xấu, nó biết cân nhắc thiệt hơn mà. Đúng là may mắn, vậy mà cũng có người quay được. Con nghĩ là rất có thể nó sẽ thoát khỏi vụ kiện này. Không phải là chúng ta may mắn, chúng ta thoát thân đúng hơn. Con nhỏ mới họp đã ra quay trước. Để nó ở lại, chắc chắn sẽ phá hoại. Giờ thì tốt rồi, cảnh sát không kiện được nó sẽ rời khỏi đây. Chú muốn nó đi thật sao? Tốt nhất là đi liền. Cậu thích kiếm chuyện như vậy, kêu cổ ra nước ngoài thì hay hơn. Phải đúng rồi đó. Nghe thấy ý dân chưa cô Tâm? Cô Thạch à, cảnh sát đã chính thức hủy bỏ việc tố cô tạc sơn đỏ rồi, cho nên cô không cần lo nữa. Tôi đã nói trong sạch, từ đầu tôi không sợ mà. Nếu không có người đăng lên mạng, cô còn bị hiềm nghi, chó ngáp phải ruồi. Được rồi, tóm lại không sao là tốt rồi. Tuy bên tố tôi hình sự đã tạm yên rồi, nhưng mà vụ này không thể nói là đã xong. Ông chủ nhà hàng Duy Cá muốn cô bồi thường dân sự. Sĩ quan đó nổi tiếng khó đối phó, nên cô đừng hòng kê cao gối ngủ. Nhưng mà nếu cô không muốn làm ở Long Phúc, tiền nợ cô Tâm cô cũng có thể tự trả. Cô không ép cô đâu. Tôi đã nhận lương của Phúc Long thì phải đi làm thôi. Được rồi, mọi chuyện giải quyết xong đừng nói nữa. Hay là chúng ta đi ăn cơm chúc mừng đi.
Khả Nhi. Khả Nhi. Khả Nhi. Hình như có người tạc sơn xí quan. Cô lo xong thủ tục rồi sao? Phải đó, sao đông đủ vậy? Chúng tôi có một tin vui nè. Tin vui gì? Có một người dân nhiệt tình để kho hàng cũ cho chúng ta làm nơi tập trung. Tuy một năm sau phải tháo dỡ nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có chỗ ở rồi. Vậy hả? Ở đâu? Ở khu Tây Cống, chúng tôi định đưa Nhi đi coi đó. Được đó. Khả Nhi à, hiếm khi bạn bè con tới đông đủ. Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong dì chở mấy đứa về chỗ tập trung luôn. Tôi chỉ muốn ăn cơm với bạn bè của mình thôi. Bà tự nhiên đi. Chúng tôi hẹn mấy phóng viên đến kho hàng phỏng vấn, tiền thể tuyên truyền hoạt động sau này của chúng ta nữa. Giờ họ đang đợi ở đó đó. Tụi mình đi. Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. Con coi nó có thái độ gì. Dù không coi con là mẹ kế á, cũng là ân nhân cứu mạng, giả lại là chủ của nó. Nói đi là đi, dông ưng phụ nghĩa. Chỉ cần đám bạn nó không phải là người xấu, vậy con yên tâm rồi. Luật sư Trương, cảm ơn cậu nha. Đừng cái sao. Ngoài ra, vị khách quay được đoạn clip tạc sơn đó, tôi làm theo ý bà gửi chi phiếu cho anh ta. Nhận được thì anh ta sẽ hồi âm. Được, cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn, tôi đi trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Con tiện clip trên mạng sao? Hôm đó có rất nhiều người tới nhà hàng của sĩ quan ăn trưa. Bây giờ ai cũng có di động mà. Cho nên con nghĩ chắc chắn có người quay lại. Con đã nhờ luật sư cho người đi tìm thử. Đúng là may mắn tìm được họ. Sao con không cho con nhóc nó biết, lại gián tiếp đi tìm luật sư giúp? Con giúp nó như vậy, sao nó không giận sao? Cả đời nó cũng không biết ơn của con đâu. Cần gì nó phải biết ơn. Con chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Con có trách nhiệm là phải chăm sóc cho nó. Tâm à, làm ăn kinh doanh đó thì con giỏi, nhưng mà nói tới tình thân á, con làm gì cũng lỗ nhiều hơn là lời đó. Cuối cùng tiến triển sao rồi? Không sao, để lát nha. Ê. Chuyện gì? Không, sếp mình nói trưa nay cô đưa hàng tới cho Tony. Anh không thấy tôi đang gọi điện sao? Lát nữa hãy nói đi. Xin chào, tiếp đi. Có gì thì... Lát nữa nói nha, tạm biệt. Nè, anh muốn gì đây? Nói chuyện điện thoại trong lúc làm việc không đúng quy định. Bây giờ là 1 giờ, đang giờ ăn trưa. Tôi có quyền nghe điện thoại và làm việc riêng mà. Nè. Đồng hồ của cô nhanh 3 phút. Chưa tới 1 giờ đâu. Kitty, hôm nay với ngày mai tôi nghỉ phép. Hôm nay tôi làm nửa buổi coi như là tặng cho công ty. Cô có gấp cũng phải chờ chị Minh Duyệt chứ. Đợi chị Minh Duyệt nghe chưa. Huống chi mới đi làm có mấy ngày, nghỉ phép cái gì. Ok, không được nghỉ phép. Vậy tôi nghỉ bệnh, nộp đơn nghỉ sau. Tạm biệt. Nè. Thái độ gì vậy? Rất cá tính, cô nên vô ngành thiết kế thì mới được. Vậy sao? Chắc là cổ có việc gấp thiệt đó. Cổ là cháu gái của ông bà Thạch, tức là người của gia tộc họ Thạch. Sau này cổ cũng có phần ở tập đoàn Thạch Cẩm Đương. Có thể trở thành bà chủ của em hay là của anh mọi lúc. Có hiểu chưa? Chuyện gì? Tự suy nghĩ đi. Lúc nãy cậu vắng mặt không sao, nhưng bây giờ cậu phải có mặt đó. Ủa? Khả Nhi đâu? Cô hai đó đi làm được nửa ngày, sau đó nói là có việc xin nghỉ 2 ngày. Đây gọi là đi làm như vua đó. Nó có xin phép nghỉ rồi, tôi cũng đã duyệt. Danh chính ngôn thuận mà. Được rồi, nói chuyện chính đi. Mọi người có xem bản vẽ trước mặt hay không? Tấm này là trang bìa tập san quảng cáo cho quý sau của chúng ta. Tôi muốn mọi người góp ý kiến thử. Tôi thấy quá đơn điệu, không đủ sức hấp dẫn. Tôi và đồng nghiệp ở cửa hàng cũng thấy vậy. Màu hơi trầm có đúng không? Ừ. Với lại bố cục cũng bình thường quá. Tóm lại nhìn có cảm giác rất chán. Lần này đối tượng của chúng ta là thanh niên. Kitty à, cô thấy như thế nào vậy? Tấm X đó. Tôi thấy hình như là hơi thiếu sức sống, không mới mẻ. Nghe coi vẻ hơi mù mờ, tôi không hiểu cho lắm. Cũng như bình hoa này, nhìn sơ chỉ có 3 đóa hoa, không có gì đặc biệt. Nhưng mà thật ra khi nhìn kỹ, bình hoa phối rất hay, rất có sức hút. Phải ha, bình thường phòng họp đâu có hoa đâu. Tại sao hôm nay lại có người tốt bụng cắm hoa như vậy chứ? Ủa, hoa này sao nhìn quen quá vậy ta? Hình như là thấy ở đâu rồi đó. Đóa hoa bách hợp này ở trong phòng làm việc của tôi. Phòng tôi có 3 đóa, 2 đóa kia đã tàn rồi. Đóa còn lại thì chưa nở, nhưng mà tôi sơ ý quơ trúng gãy cành luôn. Vì vậy đem bỏ vô thùng rác đó. Ủa, hoa này được phẫu thuật rồi nè. Nhìn nè, là dùng băng keo để quấn nó lại nè. Đóa quất kim hương là của em. Em bỏ rồi mà, tại sao nó lại ở đây? Khỏi cần hỏi, chắc chắn đó còn lại ở trong phòng khách. Hồi sáng tôi thấy Mẫn hay hỏi đổi qua cầm chướng rồi mà. Ý, nè, anh nhìn bình đây nè, là bình đựng nước ép trái cây mà. Ai rảnh rỗi làm mấy chuyện không đâu vậy chứ. Xin lỗi, máy photo hư, vừa mới sửa xong đó.
Cảm ơn chú Bảo. Photo hai mặt kêu người ta đọc sao? Không phải, tôi photo một mặt thôi mà. À, xài giấy tiết kiệm hả? Cậu ấy còn gạch chéo mặt kia, rõ ràng vậy chắc không lộn đâu. Không phải cậu thì ai đi làm chuyện rảnh rỗi vậy? Mọi người coi trang cuối là cái gì? Là gì đây? Trang cuối là tài liệu thầy Cá Nhi vừa mới phát qua, là ý kiến về chuyện quảng cáo đó. Không dự họp cũng đưa ra ý kiến mới nhất, có trách nhiệm đấy chứ. Cổ nhận lương mà, không làm sao được. Ờ, à, thì ra là cô. Chuyện gì vậy? Thì ra là cô tiết kiệm giấy gạch chéo sau đó lật lại xài. Không ngờ nha em gái. Không biết anh đang nói gì. Hôm nay tôi nhận được thư nặc danh, câu cú lủng củng còn đánh sai chữ. Tôi không nhịn được mới gạch chéo thôi. Đọc coi. Trời ơi, mỗi ngày anh không ăn trà cơm, không có tâm trạng đánh máy, một ngày không gặp như xa ba tuần. Đúng là quá tệ, chịu thua luôn. Thì ra là cậu. Không phải đâu sếp Minh, em không trộm giấy của công ty. Cái gì chứ? Bọn tôi thấy bản vẽ gạch chéo không xài, đem về nhà học hỏi thêm thôi. Phải đó, chú Bảo nói làm khảm ngọc cũng cần hiểu bản vẽ, phải có tầm nhìn xa. Đúng vậy, là tôi có nói với họ như vậy. Kể ra là hai đứa nó cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi biết là ai rồi. Ai vậy? Là cổ đó. Bút này giống hệt nét bút của trên giấy tiết kiệm. Ê, đây còn thùng giấy bỏ nữa nè. Trời ơi, bỏ bao nhiêu thời gian gạch chéo từng tờ một luôn. Sợ chúng ta đọc lộn, cậu cũng chịu khó thiệt đó. Qua ở phòng họp cũng là cổ cấm, còn để hai bình ở đây nữa. Cái bộ cậu không chỉ biết biểu tình phản đối, bảo vệ môi trường, hành động thiết thực. Chúng ta đã trách làm gỗ rồi. Chỉ biết bảo vệ môi trường thì có ích gì? Nhân lương của chị Minh làm chỉ có công ty á, đó là bổn phận mà. Xin nghỉ phép hai ngày là quá đáng, không coi công ty ra gì. Thiệt tình chú không hiểu, tự nhiên tới chỗ tập trung của mấy người đó, họ không hoan nghênh con đâu. Tạp chí phỏng vấn Khả Nhi cũng đã có nói, nếu không tìm được người tài trợ Sơn từ ngoài thì mấy người trong tổ chức sẽ tự chung tay mà làm. Còn rất tò mò, muốn biết tụi nhỏ làm sao mà làm thôi. Ờ, bày trò gì vậy? Chú Út à, chúng ta rẽ vô đường nhỏ đi. Con nói họ đang làm gì đây? Vậy mà kêu là nghệ thuật. Đừng cằn nhằn nữa, nhìn đã. Con nhìn lâu vậy rồi, rốt cuộc nhìn ra gì chưa? Con chỉ muốn biết Khả Nhi muốn nói gì thôi. Vậy xong rồi. Vậy gì vậy? Chú lùi xe lại để con nhìn kỹ hơn. Rốt cuộc là ý gì? Nó muốn nói là chúng ta xứng đáng có môi trường sống tốt hơn. Dựa vào đôi tay của chúng ta, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Chà, thơm quá. Cà phê này chị Minh mới mua, mọi người cứ thử đi. Chà, ngon thiệt, ngon thiệt. Còn ngon hơn cà phê Lam Sơn tôi mua nữa. Tôi có mua mấy gói, lát nữa lấy tặng chú. Không cần đâu, vẫn là tự mình mua hợp khẩu vị hơn. Cuộc họp lần trước, chúng ta đã bàn về trang bìa tập san quảng cáo cho quý sao. Tổng hợp ý kiến của rất nhiều người, tôi nghĩ là chủ đề sự cố chấp của tôi do Khả Nhi đề xuất, dùng màu rực rỡ để diễn đạt là phù hợp nhất. Trùng hợp là tôi tìm được một bản thiết kế rất phù hợp với chủ đề này. Tôi quyết định dùng nó, đưa cho mọi người coi đi. Dạ, mọi người góp ý nha. Cũng được đó, nhìn bản vẽ này rất là mới mẻ. 8X em cũng thấy rất có sức hút đó. Nhìn là biết ý tưởng trọng tâm rất thiết thực đó. Anh nghĩ bản vẽ này muốn nói gì? Nhìn là hiểu ngay. Võ gì sao? Tĩnh Kiều. Dĩ nhiên. Anthony, sếp Minh là không phải anh không nhận ra chứ? Thông điệp của các bức tranh rất rõ ràng. Mỗi chúng ta sống trên thế giới này đều xứng đáng được có tương lai tốt đẹp.
có thể sống hạnh phúc trên thế giới này, cùng với núi, cây cỏ và đại dương, chim bay trên trời, muôn thú dưới đất, động vật dưới biển, chung sống hòa bình. Có nhiều nghĩa vậy sao? Khả Nhi, xin lỗi nha, chưa được con cho phép vì đã dùng bản vẽ của con. Nhưng mà nếu như mọi người đã thích như vậy, vì quyết định dùng bức tranh này làm trang bìa cho tập san quảng cáo của chúng ta. Mong là con chính thức nhượng quyền cho dì. Về bản quyền, dì sẽ bàn với con sau. Là cô vẽ à? Không hổ danh dân học nghệ thuật. Khả Nhi à, con thấy như vậy có được không? Ừ, vậy thì tốt. Còn nữa Khả Nhi, dì thấy việc đốc thúc tiến độ sản xuất trong văn phòng không hợp với con lắm. Bây giờ dì chính thức tăng chức cho con là phụ trách hình tượng doanh nghiệp. Mong là sau này tài năng của con sẽ có chỗ phát huy, và Long Phúc của chúng ta cũng có hình tượng mới. Bà đừng tưởng làm như vậy có thể mua chuộc được tôi nha. Con nghĩ nhiều rồi. Dì dùng bản vẽ của con vì nó tốt. Nếu nó không tốt, dì cũng không nể mặt đâu. Mọi người đều biết dì làm gì cũng công tư phân minh mà. Không cần phải ăn lông ở lỗ, không cần che thân bằng lá mới là quý trọng tài nguyên môi trường. Chỉ cần mỗi người làm nhiều một chút là có thể kéo dài tuổi thọ trái đất. Bộ phim Cuộc đời tươi đẹp, tập 24, Người chồng vất vả. Sao có mùi thuốc nồng vậy? Ông xã, ông xã, em pha trà trị cảm cho anh nha. Cảm ơn bà xã. Hảo Giang à, dạ? Cậu không khỏe hả? Đi khám chưa? Tôi không sao, hơi đau họng thôi. Có trà trị cảm yêu thương này Hảo Giang sao bệnh được chứ? Nói hay lắm. Phải rồi chị Kiều, bộ sưu tập Người tình trong mộng tuần sau tung hàng, chừng nào mới bắt đầu hoạt động tiêu thụ? Cậu lo mấy tờ quảng cáo đi mà. Nhưng mà lần này chị Minh có dự trù kinh phí quảng cáo trên tạp chí. Một tác phẩm tốt cũng cần phải bỏ vốn để quảng cáo mà. Chị Minh à, chị nói tác phẩm gì vậy? Cô không tự tin vào tác phẩm của mình sao? Thực ra chị Minh định nhờ tạp chí Triều viết bài giới thiệu thiết kế này, hiểu chưa? Tôi đã hẹn phóng viên bên đó đích thân đến nghe chị Kiều giới thiệu ý tưởng của bộ sưu tập này. Quan trọng là đặt tên hay cho mỗi tác phẩm của chị. Còn phải đặt tên nữa sao? Một tác phẩm tốt còn có tên hay càng tốt chứ sao? Em sợ nhất là làm mấy chuyện đó đó. Em chỉ lo thiết kế thôi. Đây mới thuộc phạm vi công việc của em. Thực ra bọn anh chỉ định nói rõ ý tưởng để đồng nghiệp dễ làm thôi. Phải rồi, Tony, hẹn chừng nào vậy? Tôi hẹn ngày mốt. Nhưng ảnh nói tốt nhất mai gửi tài liệu cho ảnh. Được, đừng lo, chúng tôi sẽ làm. Cảm ơn. Khả Nhi à, vậy ngày mốt con cũng dự họp nha. Được. Chị Kiều, chuyển phát nhanh của chị. Cái gì vậy? Cuộc thi trang sức châu Á gửi nha. Phải rồi chị Kiều, quên chúc mừng chị. Lần trước chị thiết kế cho bà Lỗ được vô vòng trong rồi. May mắn thôi. Chuyện này cô nói rất đúng nha. Hồng Kông nhiều nhà thiết kế như vậy, em cũng được vô vòng trong. Dĩ nhiên phải có thực lực mới được đó. Mọi người, tôi về cửa hàng trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh cũng nghe nói năm nay tác phẩm vô vòng trong đều rất chất lượng. Có 10 người được chọn đó. Paula Lee học khóa sau em hả? Sao mấy khóa, không ngờ cô cũng được chọn nữa. Coi bộ có người đến sau mà lên bờ trước ha. Paula Lee cũng khá nổi tiếng trong ngành tre già măng mọc. Nghe nói là Thành Châu Báo mới ra giá rất cao 10 cổ. Không dớt được hàng tốt nhất, dĩ nhiên phải dớt hàng hai rồi. Kiều à, tác phẩm mới để tham gia cô vẽ tới đâu rồi? Bây giờ cũng nên bàn với chú Bảo về nguyên liệu gia công chứ. Yên tâm đi chị Minh, tôi đã có ý tưởng có sẵn trong này hết trơn rồi nè. Ở trong đầu rồi, tôi biết đọc ý tưởng sao? Tôi làm nghề bạc mà. Cô vẽ phát họa tôi coi trước đi. Kiều à, lần này cô tham gia công ty hoàn toàn ủng hộ cô, cần gì cô cứ việc nói nha. Phải rồi, tiện thể tôi nói luôn, sắp tới công ty ngày càng bận rộn, nếu không có gì đặc biệt đừng nghỉ phép quá lâu có được không? Nè, dù ý tưởng đó anh nghĩ giùm em rồi, trong tâm đều viết ở trong này. Ngày mốt em dùng cái này nói với Tony là được. Ông xã, anh giỏi thiệt đó. Em chưa mở miệng anh đã lo xong giùm em rồi. Em cao mày là anh biết em nghĩ cái gì rồi. Ê, khoan đã. Đột nhiên em nhớ ra, anh vô phòng lấy quần dài mà anh nghĩ là mặc hợp nhất ra đi, đem lấy số đo. Ngày mai á, em phải mang mớ quần này đi sửa rồi. Thưa khỏi, tiệm sửa đồ có số đo của anh rồi. Họ qua Trung Quốc rồi. Em đã tìm được tiệm khác còn mắc hơn 20 đồng đó. Lát anh lấy cho. Nè, nghe nói đã anh chưa nói xong à. Ê, ông xã, ngày mốt giới thiệu anh cũng có mặt mà. Bà xã, giới thiệu thì anh giúp được,
Nhưng mà phần thiết kế anh không có giúp được đâu. Em mau chuẩn bị vẽ bằng phác thảo đi. Được. Anh quay qua nhìn đi. Em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi. Lát nữa ủi quần áo xong á, em vừa ngồi xuống là bắt đầu được ngay thôi. Em là ủi xong như đây hay là coi xong phim đó đây? Tuyệt đối đừng coi thường thế giới của phụ nữ nha. Anh đâu dám. Ông xã, em mau ngủ đi. Anh chưa khỏi bệnh mà. Em cũng đừng thức khuya quá. Dạ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Thật ra đo được, viết xong rồi, vậy thì tự sửa cũng được vậy. Sư phụ. Tên Kiều tới đúng lúc lắm. Bản thiết kế dự thi đã vẽ xong chưa? Tức là chưa xong rồi. Chú Bảo à, Kiều vẽ xong rồi. Nhưng mà hồi sáng tôi coi xong có mấy chỗ còn cần sửa lại đó. Theo cậu nói vậy chắc là sắp xong rồi. Chiều tôi tới hỏi cô lấy nha. Cũng may có anh đỡ giùm em đó ông xã. Không đỡ được bao lâu đâu. Dù gì cũng phải làm mà, có đúng không? Sớm muộn cũng phải làm. Không trễ đâu mà. Có ông xã làm hậu thuẫn là tốt nhất rồi. Nhưng anh nói không kéo dài được lâu. Chú Bảo ra tay nhanh còn chính xác nữa. Cả anh cũng không để mặt. Nếu chú biết em chưa vẽ xong á, chắc chắn sẽ nói cho chị mình biết. Bây giờ em bắt đầu vẽ ngay đây nè. Thiệt sao? Thiệt mà. Alo, dì Tám. Dì Tám đã về đột xuất, làm em không kịp trở tay, chưa chuẩn bị cái gì hết trơn đó. Chuẩn bị cái gì chứ? Người ta rủ em ăn trưa thôi mà. Dĩ nhiên không phải rồi. Lúc nãy dì nói trong điện thoại, ở New Zealand có thương gia địa ốc ưng ý miếng đất ở nông trường, định trả giá cao, mua đất của dì để xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng. Thương gia địa ốc? Không phải chúng ta nói thì là... đó. Dì nói chúng ta để dành tiền từ từ tới khi nghỉ hưu sẽ bán rẻ cho chúng ta. Bây giờ lại kêu giá ở trên trời. Vậy làm sao được chứ? Dì muốn bán chúng ta cũng hết cách thôi. Người ta làm ăn lớn, chúng ta làm mướn sao đấu lại người ta. Em là cháu gái dì thương nhất. Em đã hứa chăm sóc mấy con ngựa tốt mà dì thương nhất rồi. Còn mấy con ngựa mới đẻ nữa, em phải chăm sóc luôn mà. Chỉ vì mấy chuyện đó, dì thấy tiền cũng không thèm. Dĩ nhiên không phải rồi. Dì thích nghe nói ngọt. Như vậy em đã hẹn dì lát nữa tới cửa Vinh Hoa để uống trà rồi. Gọi mấy món điểm tâm dì thích ăn nhất. Sau đó em sẽ dựa vào miệng lưỡi khôn khéo rồi dụ dì từ chối thương gia địa ốc kia. Cửa Vinh Hoa ở Nguyên Lãng mà. Cũng đành chịu thôi, dì thích tới đó uống trà mà. Em làm sao mà về kịp? Có anh đỡ giùm em rồi. Không được, em phải nghỉ nửa ngày. Em đi taxi, 3:30 là về tới đây rồi. Xin nghỉ nửa ngày lỗ quá rồi còn cái gì nữa. 3:30, trễ phút nào anh cũng kệ em đó. Được. Bánh xốp ở đây đúng là tìm khắp thế giới cũng không ăn được. Hồng Kông đông vui thiệt. Không như bên New Zealand thấy cừu nhiều hơn là thấy người. Nhưng cuộc sống của chị bên đó tự do nhàn hạ hơn nhiều. Không như tụi con ở bên đây nè. Đi đâu cũng chen lấn chật chội hết trơn à. Kiều à, lát nữa sẽ đi đâu? Lát nữa con phải đi làm rồi dì Tám à. Thật ra dì có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Là chuyện gì vậy? Thì thương gia địa ốc bên New Zealand đó, ông ta không chỉ ra rất cao, rất hấp dẫn, còn nhờ một cậu người qua thuyết phục dì. Cậu David đó nói chuyện rất ngọt, chim ở trên cành cũng bị cậu ta dụ xuống được. Nhưng mà dì Tám à, dì đã hứa bán nông trường đó cho con rồi mà. Dì biết, dĩ nhiên là dì biết. Nhưng người ta lại có thành ý như vậy, giá cũng cao nữa. Kiều à, thật lòng dì đang rất mâu thuẫn đó. Nhưng mà dì Tám à. Chết rồi. Sao mà dì thấy trong bụng khó chịu quá. Con dì vô nhà vệ sinh không nha. Không cần. Phải rồi, lát nữa có điện thoại con nghe giùm dì. Chắc là dưỡng Tám gọi. Dạ. Cảm ơn con nha. Dì cẩn thận nha. Kính chào quý khách. Bây giờ đang là giờ trà chiều, các món điểm tâm giảm 20%. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Chết, 3 giờ, mình phải đi làm rồi. Alo, Dương Tám phải không? Alo, tôi tìm bà Phùng. Dì đi khỏi, xin hỏi anh là ai vậy? Tôi là David, xin hỏi chừng nào bà Phùng quay lại. Dì không có rảnh, nên còn lâu lắm mới về, vậy đi ha. Alo. Alo, tôi tìm bà Phùng. Anh có biết giờ Hồng Kông là mấy giờ rồi hay không? Tôi biết, bây giờ là 3 giờ chiều. Đúng rồi, 3 giờ chiều người già phải ngủ trưa mà. Ồn chết được à, đừng gọi tới nữa nha.
Ông xã ơi, em nghĩ chiều nay em không về kịp. Em phải dùng chiến thuật giám sát chặt chẽ với gì thì mới được đó. Nếu không nông trường của chúng ta sẽ bị người ta giành mua hết. Tỉnh Kiều đâu rồi? Kiều đâu rồi hả? Ê, sắp 4 giờ rồi mà. Chắc chị Kiều uống 89 mua trà chiều. Không phải, vì chúng tôi mới từ 89 lên đây. Sư phụ à, chắc chắn về phụ lén trốn ra ngoài rồi. Cậu cũng trốn việc ra ngoài uống trà. Nói người ta không nhìn lại mình đi, thiệt là. Ủa, chị Kiều đâu? 12 giờ rưỡi chị Kiều ra ngoài, tới giờ vẫn chưa thấy về đó. Không phải chứ, chị hứa hôm nay giao tài liệu bộ sưu tập người tình trong mộng cho tôi mà. Sáng nay nói là giao bản vẽ, giờ chưa thấy đâu. Không được, tôi phải nói với chị Minh mới được. Có gì muốn nói với tôi? Ký xong rồi. Tôi muốn tìm cô Kiều, nhưng giờ không thấy cổ đâu hết. Phải đó, tôi cũng có chuyện tìm chị. Hảo Giang nói với tôi rồi. Cổ đang lo bản vẽ mới cho cuộc thi, nên ra ngoài tìm cảm hứng, hôm nay không về được. Hả? Johnny à, lát tôi gửi tài liệu sơ lược cho cậu, dù gì tôi cũng rành thiết kế đó. Cảm ơn. Hồi sáng nói trưa giao, giờ lại nói ra ngoài tìm cảm hứng. Tôi đã hẹn người mua, tới lúc đó biết lấy gì nói chuyện với người ta. Xin lỗi chú Bảo, xin lỗi. Thôi, cổ đã nói gì cuộc thi, vậy đành chịu thôi. Sư phụ à, coi giùm cái mẫu này được chưa? Gì vậy Tỉnh Kiều? Tiệm bán đĩa em thường đi, lầu 3 trung tâm thương mại, mối duyên ngàn năm. Trời ơi, đĩa này xưa lắm rồi, chưa chắc em tìm được nó đâu. Ê, 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 mua mối duyên ngàn năm để tìm cảm hứng hả? Là mua sắm, chứ đi mua sắm kìa. Nếu không hiểu rõ tính cô Kiều, tôi còn tưởng cổ lừa luôn cả chồng cổ nữa. Phải đó. Hạo Giang biết xử lý mà. Chuyên môn của họ, họ hiểu nhau là được rồi. Tuy nhiều lúc Tỉnh Kiều có tự do hơi quá, nhưng mà cậu cũng muốn tốt cho công việc. Muốn tốt cho công việc hả? Nói tới nói lui á, anh cũng nói giúp cho chị thôi. Chắc là anh không hiểu Tỉnh Kiều cho lắm. Cô có tiếng là nổi hứng bất chợt. Cổ nói thiết kế của cổ theo phong cách thập niên 70. Phim truyền hình là thế giới thu nhỏ mà. Cổ đi mua đĩa có gì lạ đâu. Mọi người thiếu hiểu biết đó thôi. Vì muốn bên vực cho cổ, chuyện quan đường gì cậu cũng nghĩ được hết. Được rồi, tôi cứ chống mắt chờ coi, để coi cổ có thể vẽ được thiết kế kinh thiên động địa gì ra đây. Hạo Giang. Em làm gì vậy? Chị Minh, Kitty. Trời, 11 giờ mấy chưa về sao? Câu này đúng ra là tôi hỏi cậu. Tôi với Kitty mới đi dự cuộc họp mặt thương hội đá quý. Sáng mai tôi lại có một cuộc họp quan trọng với khách. Nhưng tài liệu để quên ở trên bàn, vì vậy mới về đây lấy. Gần đây cậu đâu có làm việc gì gấp, sao lại ở lại khuya vậy? Không có gì. Thật ra em định thu dọn hộp tủ, ai ngờ ngủ quên luôn. Hạo Giang, nhìn mặt anh có vẻ không ổn, có cần đi bác sĩ không? Không sao, tôi ngủ một giấc là khỏe. Tôi biết gần đây vì việc Kiều tham gia cuộc thi, có nhiều việc cậu cần phải giúp đỡ cổ. Nhưng làm gì thì làm, cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe chứ. Phải rồi chị Minh à, lần này quả thực Tỉnh Kiều rất chuyên tâm với bản vẽ dự thi, chắc chắn chị sẽ rất ngạc nhiên. Phải thì tốt rồi, thật sự là tôi cũng rất tin tưởng hai người. Vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt. Mai gặp. Sao vậy? Ông xã ơi, em báo tin mừng cho anh nè. Dì Tám quyết định từ chối ông ta rồi. Em giỏi thuyết phục vậy, cô nên đổi nghề làm chuyên gia đàm phán hay không? Em nói muốn khô nước miếng luôn à. Cũng may á là em rất thông minh, chuẩn bị sẵn từ trước rồi, học thuộc tinh ngựa nên dì mới thấy em rất có thành ý. Còn đi chơi, đi ăn, đi shopping nữa. Sao đây, giờ xong việc rồi, anh lấy lại bà xã của mình được chưa? Chưa có được. Dì Tám nói á là phải hát karaoke cho tới sáng luôn, em không có về sớm được. Hát karaoke tới sáng, mà em làm sao tỉnh táo đi làm? Chuyện đó em không lo, em cũng hay coi phim truyền hình tới sáng mà. Ông xã à, giờ phiền nhất á là bản vẽ dự thi, anh nghĩ là em kéo thêm một ngày nữa được không? Có được không anh? Anh giúp em đi. Nè, em đừng để anh đoán đúng đó nghe, hiểu chưa? Ông xã à, em có ý tưởng rồi, bây giờ chỉ cần lo phần chi tiết thôi à. Anh biết ngay mà, anh đang lo tôi dọn tàn cuộc giùm em. Cảm ơn ông xã. Ai biểu anh cũng có phần ở nông trường đó làm gì? Không nói nữa, về nói tiếp nha. Yêu anh nhiều. Tạm biệt. Hạo Giang. Kitty, chưa về hả? Lấy thuốc ho cho anh thôi. Cảm ơn. Đừng khách sáo, tôi về trước nha. Được.
Tạm biệt. Chinh chinh hồ biên trù, chích chích áo nhẹ lô. Dì Tám à, dì hát cả đêm cũng không mệt sao? Dì Tám giỏi thiệt đó, bài gì cũng biết hát hết trơn à, cả bài song sinh dì cũng thuộc lòng nữa. Phải đó, bên đó ngày nào dì cũng tập, hôm nào dì qua song ca với con ha. Dạ được dì Tám. Kiều à, trước 10 giờ em phải về công ty, anh hẹn giùm em rồi đó. Em nhớ, anh hẹn tôi đi vào phóng viên tạp chí Triều bàn tin bộ sưu tập Người Tình Trong Mộng, em nhớ mà, em nhớ. Anh cố tình hẹn sớm một chút, lần này em đừng đến trễ. Anh yên tâm đi, em tiễn dì Tám vô sân bay là đón taxi về công ty ngay à, chắc chắn là không về trễ được đâu. Ủa Kiều đâu? Chị Kiều nói bụng hơi khó chịu, nói chúng ta đợi một lát. Chị không có mặt làm sao bắt đầu? Thật ra nếu như mọi người cảm thấy không tiện, lần sau tôi đến cũng được mà. John à, xin lỗi nha, nếu anh không ngại đợi thêm lát nữa được không? À phải đó, đợi một lát hả? À, cũng được, không sao đâu. À, vậy đi, chúng ta đợi thêm 5 phút. Kitty, em vô nhà vệ sinh coi cổ sao rồi. Nhẫn đó tên là hạnh phúc, nhẫn hạnh phúc. À, hạnh phúc đúng rồi. À, bởi vì sao ông xã? Vì thiết kế nhẫn này dùng cách khảm vi hình mới nhất, cho nên nhìn viên kim cương sẽ lớn hơn nhiều, hiểu chưa? Sao không viết trong giấy này vậy? Em phải tự tin vào mình, thiết kế của em mà, từ từ nói sẽ thuận miệng, phần chi tiết cũng tự nhiên hiện ra thôi. Không được, không được đâu, em phải đợi anh về mới bắt đầu rồi. À, thôi được rồi, anh tới liền. Chị Kiều, chị không sao chứ? Ờ, Kitty à, tôi ở đây. Chị Kiều à, chú Bảo hỏi chị có cần gọi xe cấp cứu không? Tôi không sao, ổn. Vậy tốt rồi, mọi người đang đợi chị đó. Chị Kiều, chị chưa rửa tay. Phải ha. Xin lỗi chị Minh, tôi nghĩ là tôi không đợi được nữa. Chị Kiều đến rồi. Ngồi xuống đi. Xin lỗi, tôi đến trễ. Xin lỗi. Có thể bắt đầu được rồi. Bắt đầu được chưa vậy? Được rồi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Bộ sưu tập Người Tình Trong Mộng lần này của tôi á, chủ đề á là Người Tình Trong Mộng. Bộ sưu tập này gồm có nhẫn nè, bông tai nè và dây chuyền nữa. Kim cương đính trên nhẫn á là hình trái tim. Xin lỗi chị Kiều, bông tai mới là hình trái tim. Đúng rồi, xin lỗi nha. Kim cương đính trên nhẫn là các kiểu công chúa. Tên của nó là nhẫn hạnh phúc. Còn kiểu cắt mài được dùng cách khảm mới nhất. Còn dây chuyền thì... Khoan, cách khảm mới nhất rốt cuộc là cách khảm gì vậy? Cô nói rõ ràng một chút đi. Phải đó, rốt cuộc là cách khảm gì vậy? Chết rồi. Rồi chuyện gì vậy? Rồi, tôi đau bụng quá, tôi phải vô nhà vệ sinh mới được. Không sao chứ chị Kiều? Đau quá. Xin lỗi, tôi tới trễ. Hạo Dân về rồi, bụng cô không đau nữa chứ? Phải đó, không hiểu sao em hết đau rồi. Em biết rồi, chắc là tại lúc nãy bị đầy bụng, bây giờ em hết đau rồi. Không sao. Thật ngại quá. Phải rồi, nói tới đâu rồi? Nói tới cách khảm nhẫn đó. Được, để tôi tiếp tục. Lần này chúng tôi sẽ dùng cách khảm mới nhất. Cách này gọi là khảm vi hình. Dùng cách này sẽ làm cho viên đá đính trên nhẫn nhìn lớn hơn nhiều. Còn bên này á, tôi nên dùng lô hàng các kiểu công chúa nhập lần trước về để khảm. Được. Giá đỡ tôi định dùng bạch kim khay. Nếu đem đi thì tôi nghĩ nên dùng bạch kim đi. Chú tính thử bao nhiêu tiền? Cũng được. Thật ra tôi nghĩ khả năng thắng trong cuộc thi lần này khá cao đó. Thiết kế này rất đặc biệt. Cô Kiều tuy làm việc có hơi bất cập, nhưng mà những thứ cô làm ra cũng không tệ. Thắng trong cuộc thi, được giải thưởng cũng như là gắm thêm qua. Thật ra quan trọng nhất là ngày thường làm việc có biểu hiện tốt. Nói cũng phải, nhưng nghĩ lại, bản thiết kế của Hạo Văn cần giao cho tôi lại trễ hẹn.
Bình thường cô ấy là không làm như vậy. Có cần hối cô ấy không? Mấy hôm nay Hạo Văn không được khỏe, cho cậu ấy thêm vài ngày đi. Tôi thì không sao, trước giờ tôi cũng có thể du di mà. Thì ra chú làm việc thời gian linh động như vậy. Đây là thói quen của tôi đó. À phải rồi, có cơ hội nhớ khen cô Kiều vài câu. Bình thường tôi hay tạo áp lực cho cổ, nhưng hình như cổ càng áp lực lại càng làm tốt hơn thì phải. Dù sao cổ cũng làm xong việc, chỉ là dùng cách của cổ thôi. Thôi được rồi, tôi ra ngoài làm việc nha. Kitty à, dạ. Để cà phê lên bàn giùm tôi nha. Dạ. Tôi vô nhà vệ sinh. Cơ bộ chú Bảo rất coi trọng bản vẽ của chị Kiều. Cô nên nói là chú ấy coi trọng bản vẽ của Hạo Văn. Bản vẽ này của Hạo Văn, hai người đều là tôi mướn về. Tôi có thể nhận ra được sự khác biệt giữa họ. Cũng phải, tối qua chị Kiều hát karaoke cả đêm đâu có rảnh để làm. Cái gì? Tối qua tôi vô tình nghe được thôi. Thật ra tôi định cho họ tự chia ra làm, nhưng Hạo Văn cũng là người, lo được phần vợ, phần mình thì làm không xong. Tôi cứ tưởng là mướn hai nhà thiết kế rất có tài, không ngờ họ làm chung lại ảnh hưởng việc mỗi người tự phát huy. Thì ra 1+1=2. Nhưng họ làm việc kiểu đó không phải muốn sửa là sửa được đâu. Hạo Văn phải nghĩ tới cảm nhận của chị Kiều chứ. Cách duy nhất là tách họ ra. Thuốc đau đầu, trà trị cảm, thuốc đau bao tử. Sao con thấy thuốc động kinh? Trời ơi, tôi biết rồi. Chắc chắn ở chỗ Hào Văn, vì ảnh cần thuốc đó nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.